Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Quốc Thành xin chào các quý đồng đạo thân mến. Thì hôm nay Quốc Thành có đi xuống dưới Cần Đăng để gặp được chú Ba Tu để hỏi về những vấn đề Phật giáo Hòa Hảo và Phật giáo. Thì chú Ba Tu đã tiết lộ cho Quốc Thành được một vài vấn đề tu tập. Thì Quốc Thành cứ quay lại và cho quý vị coi. Thì mời quý vị cùng nhau nghe để hiểu đạo và tu hành để sớm ngày thành công viên mãn à. Nam Mô Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho Nam Mô A Di Đà Phật. Phật đạo xin kính chào toàn thể chú quý vị khán giả kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lành. Dạ, kính thưa quý vị, thì gọi đủ nhân viên thì Phật đạo đến đây để thăm chú Ba, thì cũng có chia sẻ đôi điều giáo lý, thì cũng có một vị đó là đồng an Phật đạo hỏi Phật đạo là nếu gặp những cái vị mà cư sĩ của Phật giáo Hòa Hảo thì hỏi cho vị đó một câu, thì Quốc đạo sẽ hỏi chú Ba. Vậy là câu hỏi nó như sau, thì cái vị đó hỏi là ý nghĩa của ba ngôi thờ cúng như thế nào của Phật giáo Hòa Hảo, và tại sao mình cúng cái ngôi thông thiên mà mình quay về hướng thông thiên mà mình không quay trình tự từ một cho đến bốn đảo lại, mà mình quay là hướng thông thiên rồi vô củ quyền và mới qua bên trái và quay lại sau lưng. Dạ, nhờ chú Ba giải trình cho mọi người nghe chung. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào toàn thể cô bác, anh chị em đồng đạo quý mến. Kính thưa với các cô chú anh chị cộng đồng mạng thân thương. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng là cái buổi là trao đổi về giáo lý của Đức Thầy. Thì vừa qua đó thì quý vị biết đó, thì giáo lý của Đức Thầy đó là nó muôn dạng lời vàng, muôn dạng cái sự là quyền bí trong cái giáo điều của Đức Thầy đã dạy. Thì em Quốc Tạo vừa hỏi qua về cách thờ cúng trong ba ngôi thờ như thế nào, và tà ra bàn thông thiên, sao chúng ta không quay từ 1 cho đến 4 mà lại quay vô và quay ra, ý nghĩa như thế nào đối với tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo. Thì kính thưa với quý vị, thì Đức Thầy đã dạy cho toàn thể chư đồng đạo chúng ta biết đó, thì Ngài có trách nhiệm trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp. Đức Thầy mới là thừa chân sắc lệnh của Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Ngài xuống thế gian là xuyển dương chánh pháp và canh tăng giáo điều. Chỗ này là chỗ mà toàn thể chư đồng đạo chúng ta nên cố gắng để mà nhận thấy được trách nhiệm của một vị là giáo chủ ra đời trong thời kỳ ba này. Vì canh nguyên ta canh tăng giáo pháp là thế nào? Canh tăng giáo pháp tức là không là là có nghĩa cải sửa lại cái lời dạy của Phật ngày xưa. Bởi vì tiếng của Đức Phật ngày xưa là tiếng Pali hoặc là tiếng gì đó của bên Ấn Độ đó, thành ra người Việt chúng ta không thể nào nhìn thấy và đọc được hết. Vì thế mà Đức Thầy có sứ mạng là canh tăng giáo pháp, tức là canh lại, canh sửa là canh tăng, tức là sửa lại. Sửa lại cái gì mà Đức Phật ngày xưa đã dùng phương tiện để mà thuyết pháp trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Và hơn nữa là trong giáo lý thì Đức Thầy có nói canh tăng giáo pháp và quy nguyên giáo điều. Quy nguyên giáo điều là gì? Quy nguyên giáo điều tức là trong cái nhà của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là không thờ hình tượng. Vì Thầy ra đời Thầy có nói đó, nếu mà trong nhà đồng đạo, nếu ông bà cha mẹ của chúng ta thời xưa có thờ hình cốt thì chúng ta đem gửi vô chùa, còn nếu thờ hình tượng bằng giấy đó thì chúng ta thỉnh xuống để mà đốt, để thượng ngôi tam bảo lên, năm bảo lên để mà cho phù hợp với là cái quy điều của Đức Thầy đã dạy. Vì Ngài đã canh canh tăng lại rồi ha, là rồi
quy nguyên canh tăng giáo pháp và quy nguyên giáo điều, tức là gồm chung lại, gồm chung lại. Cho nên trong cái mà trong cái bức trần già đó, nó có cái ý nghĩa như thế này. Trong bức trần già đó là nó gồm năm màu đó. Nó nếu chưa sơn đó thì nó tới năm hộp nước sơn. Dạ. Từ trắng, xanh, vàng và đỏ, thấy không? Rồi mới hòa hợp lại thành ra cái màu già. Mà ở đây thì Đức Thầy chúng ta gọi là bức trần già. Bức trần già chứ không phải bức trần điều. Nếu nói bức trần điều là nó sai cái từ. Bức trần điều là ngày xưa của Đức Thầy Phật Thầy Tế An mới là trần điều. Rồi hôm nay Đức Thầy cũng chúng ta đó là khi mà khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, mới sửa lại là bức trần già, để nói lên cái tinh thần hòa hợp trong cộng đồng xã hội và cộng đồng quốc gia nói chung. Bị năm màu nè, hợp thành là một, đó là cũng như là để là cũng như là quy nguyên giáo pháp đó, để mà cho có một mà thôi. Để làm thế nào mà thầy nói đó là tại vì trong cái thời kỳ mà ngày xưa đó, thì quý vị có biết đó là Đức Phật mà ra đời dạy đạo đó, ngày dạy cho người nghĩa là xuất gia không à, thành cái giáo pháp của ngài đó nói cao lắm, nó không phải mà như Đức Thầy của mình. Đức Thầy ra đời, Đức Thầy lại canh tăng giáo pháp lại, là có nghĩa là giáo lý của Đức Phật dạy là con người tu là phải thức tỉnh trong sự giải thoát. Còn đối với giáo lý Đức Thầy đó hôm nay đó, khi mà Đức Thầy canh tăng lại đó là Đức Thầy đổi lại là người là trong đó có là nói chung gồm chung là trong cái quyển sáo đó, thì Thầy nói là trong quyển sáo Đức Thầy có phân tích cho mình được biết đó là người mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, trong đạo Phật đó, mới phân ra làm ba hạng người. Một là hạng tại gia, thấy không? Một là hạng tại gia, hai là hạng xuất gia. Vì thế mà hạng tại gia là như cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo, là chúng ta khỏi phải khi quy y nhà Phật đó, thì chúng ta khỏi phải cạo đầu, thấy không? Vì cư sĩ mà cạo đầu rồi thành ra đâu khỏi gọi là cư sĩ được, nó phải vô chùa. Cho nên ở đây đó thì cư sĩ là chúng ta được tự do cải cách, là khỏi phải là cạo đầu mà quy y với Đức Thầy để mà tu theo lời Đức Thầy đã dạy. Còn các nhà sư là những người đó là người ta ở bên nhà thiền, là người ta phải là lo tu học cho và thiền định được như thế nào để trí tuệ mở mang, rồi đem cái giáo pháp của Đức Phật đó để ra truyền bá cho tất cả mọi người trong đạo nghe, để mà tu cầu theo lời Đức Phật dạy. Thì đạo Phật chia ra làm hai hàng người, một là hàng xuất gia, hai là hàng tại gia như thế. Còn đối với Phật giáo Hòa Hảo mà hôm nay, tại sao ngôi Tam Bảo, Thầy nói ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, thấy không? Nó tầng cái bức trần á, tạo làm chi những cốt giới hình. Cho nên Thầy là sửa lại là sửa chỗ đó thôi, để cho hòa hợp, phù hợp với căn cơ, trình độ của nhân sinh hiện tại. Vì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chỉ là biết là ăn chay, niệm Phật và một ngày cúng hai thời, và làm tất cả những cái công tác xã hội từ thiện mà Đức Thầy đã là dạy bảo, cũng như là việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước mới rõ lòng hiền nhân. Mà nếu là người cư sĩ mà như đầu tròn áo vuông hay là tụng kinh là gõ mõ theo nhà Phật ngày xưa thì làm sao mà đi làm công tác từ thiện cho được. Vì thế mà Đức Thầy mình mới canh tăng lại. Cho nên trong cái bức trần già đó, nó có ý nghĩa như thế này. Không phải là nói mình thờ một bức trần già đó mà nó chia sẻ cái hình tượng nào hết, mà trong đó nó có là Phật, phải không? Pháp và Tăng đó. Cho nên ở đây đó, cái từ mà Đức Thầy gọi là không phải là Tam Bảo, mà Đức Thầy gọi là từ đây là bàn thờ Phật. Nếu mà kêu theo đúng cái nghĩa lý của ý nghĩa của là cái Tam Bảo mà đồng đạo thường gọi đó, thì nó sai từ. Mà Đức Thầy gọi đây là bằng thờ Phật. Cũng như bây giờ
quý vị mà coi lại sám giảng quyển 6 đó, thì Đức Thầy mới nói đó, có hai, nó nói cái bàn, hai cái bàn này nó cách biệt nè, bàn thờ ông bà, nghe không? Chứ không có dùng danh từ là bàn, cái bàn thờ đó đó là Đức Thầy gọi là bàn thờ ông bà, và ở trên Tam Bảo đó mà mình thường dùng đó thì Đức Thầy gọi là bàn thờ Phật. Cái từ á nó mới đúng vào cái nghĩa lý mà trong cái mà cuốn sám giảng mà tàng chư đồng đạo về lặt lại coi đi, nghe thì mình mới thấy được. Chứ còn cái thông thường thì ai cũng gọi như vậy hết trơn, người ta đi đám tiệc gì đó ai cũng nói kính mời quý vị hướng về Tam Bảo không à. Dạ, Tam Bảo. Dạ. À, nhưng mà ở đây thì Đức Tam Bảo tức là mình phân biệt Tam Bảo là gì? Tam Bảo tức là Phật, Pháp và Tăng. Ở đây Đức Thầy gọi chung là hướng về bàn thờ Phật. Thấy không? Là trong này là bàn thờ Phật có nghĩa là từ Đức Phật Thích Ca cho đến Tam Thánh, phải không? Có Phật, có Pháp và có Tăng. Trong này cũng Tam Thánh được vậy á, nhưng nói như trong Kinh Phật. Vì thế mà đối với là giáo lý của Đức Thầy đó thì theo mình coi trong giáo lý thì mình chỉ nói giáo lý gì thôi, để cho cô bác mình hiểu rõ cái trong ba ngôi thờ đó như thế nào. Vì vậy là bàn thờ ở dưới đó, bàn thờ ông bà đó thì tượng trưng cho là thánh đạo đó. Thì cái trong bài học á, mình học á, thì người ta giảng là bàn thờ ông bà tức là tượng trưng cho thánh đạo. Còn cái bàn thờ mà tam trên bàn thờ Phật đó thì người ta gọi là bàn thờ Phật đạo, vì trong đó thờ Phật thánh và thờ Phật thánh tiên nha, trong đó rõ. Cho nên bây giờ ở trong người cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thì khỏi phải gồm gà, mà ngồi cái người Phật giáo Hòa Hảo mà nếu làm y theo lời Đức Thầy dạy đó thì trong cái nhà chỉ có ba ngôi thờ mà thôi. Một là bàn thờ của mà ông bà, thứ hai là bàn thờ Phật, thứ ba là bàn thông thiên để tượng trưng cho tiên đạo, theo cái lời của trong cái bài giảng. Dạ. À, trong bài giảng đó là cái trách nhiệm bổn phận mà người học Phật chúng ta phải khi mà muốn để cho được hoàn hảo trong cái việc thờ cúng hàng ngày thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần tí tôn giáo rồi đó thì chỉ có là thờ là có ba ngôi. Dạ. Có ba ngôi. Và khi ba ngôi đó xong rồi đó thì ra bài thông thiên. Ra bàn thông thiên đó thì quý vị biết đó, ở đây nè, cái theo cái tài liệu học thôi chứ mình không có muốn cho nó gồm gà hơn. Là ba cái tài học của mà bài là trong tài liệu học đó có nói như thế này. Tại vì mỗi một tôn giáo, thấy không, đều có một cái là cách là cúng bái nó khác nhau. Dạ. À, cho nên á, muốn cho được cái là hiểu được cái tôn chỉ và giáo lý của một tôn giáo đó thì chúng ta phải nghe lời theo tôn chỉ của Đức Thầy. Nó bị trong cái biểu sáo đó Đức Thầy có dạy. Còn cái cách mà cúng để mà ở ngoài vòng thông thiên đó, tại sao mà cúng là không có quay từ 1 đến 2 đến 3 và 4 hoặc là giáp. Ở đây thì các vị giáo lý viên người ta nói đó, trong cái sự mà lễ bái đó thì có trước mới có sau. Giả sử trước tiên đó thì chúng ta đọc ra cái bài là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì đó, rồi cũng y theo cái bàn thờ Phật, lại xong rồi chúng ta đọc cái bài ngũ nguyện, xong rồi thì mới lại bốn lại. Rồi trong đó đã không thể xây qua bên đây được và phải xây vô trong. Vì vậy có hướng chánh rồi mới có hướng phụ. Mà đó là giáo viên ta dạy nha. Dạ. Từ trung ương hồi xưa cũng vậy đó, có chánh và phụ. Rồi khi muốn khi đó rồi thì phụ rồi xong ra rồi thì chúng ta mới quay về theo cái dòng của là cây kim của đồng hồ. Bị gì chúng ta vòng qua đây phải không? Rồi chúng ta mới quay qua đây, rồi khi quay đây xong xuôi rồi chúng ta mới quay trở về đây. Nó quay trở về đây xong xuôi rồi đó thì chúng ta mới trở ngược lại, chứ không được quyền dây tròn. Yeah. À, miếng xây tròn là có nghĩa là không dùng ra. À, đây giờ thì mình đứng lên ha, để tập cho đồng đạo mình thấy. Yeah. Cũng như bây giờ giả sử mình cúng trong bàn Phật xong rồi. Yeah. Mình ra bàn thông thiên mình
hướng về bàn thông thiên mình xá ba xá. Đó, đây là mình xá bàn thông thiên. Xá xong mình đọc xong và cuốn nguyện xong rồi mình mới lại bốn lại. Xong rồi thì quý vị xây về đây là hướng chánh rồi thì phải có hướng hướng phụ. Dạ, cứu quê không ấy, hướng chánh thì phải có hướng phụ. Dạ. Chánh là bàn thông thiên, hướng phụ là mình xây vô mình cái này ở bàn thông thiên. Dạ. Dạ, mình ở bàn thông thiên thì mình phải xây vô đây mình xá cũng ba xá rồi mình chắp tay vào ngực đọc bài Tây Phương. Dạ. Dạ, đọc bài Tây Phương xong rồi mình mới lại bốn lại. Dạ. Xong rồi thì quý vị xây qua đây này là xây theo kiểu đồng hồ phải không? Dạ. Rồi xây đây quý vị mới xá ba xá về. Rồi quý vị cũng chắp tay vào ngực. Đó, đọc bài Tây Phương nữa. Rồi xong rồi chúng ta mới cúng xong lại. Xong rồi mình đây không tới đây mình không qua đây phải không? Dạ, mà chúng ta phải ngó qua đây. Thì đó, cũng như là tới đây đó chúng ta phải ngó qua đây chúng ta mới đọc xá ba xá nữa rồi chúng ta mới đọc bài Tây Phương ngũ nguyện xong rồi chúng ta lại bốn lại xong là hết cái bổn phận khi cúng lại ở đây thì chúng ta quay trở về bàn Phật xá ba xá đó, để mà có nghĩa là xá ba xá lại mà xong rồi đó chúng ta mới vô trong nhà. Vì thế mà người cư sĩ chúng ta làm vậy chứ không phải mà chúng ta quay vòng tròn gì hết rồi quay trở lại một vòng nữa là không có đường ra. Theo lời của quý vị giảng viên nói đó. Dạ, dạ. Là chúng ta phải có sự cách biệt là đúng cây đồng hồ kim đồng hồ trở lại chứ không quay vòng tròn gì đó tại cái không có cái vòng ra. Không ra. Dạ, không có vòng ra tức là theo ý nghĩa của các ngài nói đó, nếu con người muốn là không còn luân hồi trong sáu nẻo theo cái ý mình nghĩ luôn mấy chú nói đó, không còn luân hồi trong sáu nẻo thì chúng ta phải quay trở lại để đầu sanh được cõi là ở cõi cực lạc. Còn nếu dòng như gì đó thì trong dòng lục đạo này cứ vòng quanh lên xuống hoài, đó là cái ý mà ý nghĩa mình muốn để mà suy nghĩ lại thôi, chứ còn trong bài giảng thì quý vị là giáo lý viên không có nói nha, miễn nói giáo lý viên nói là mình có lỗi với mấy ông đó. Dạ. Mà đây là tại do cái ý của tôi nghĩ rằng nếu mà mình là một cư sĩ mà muốn tu cầu giải thoát là y theo lời mấy chú nói là tới đây rồi là hết nha, phải trở lại đó để mình tu cầu. Còn nếu mình xây tròn những vòng gì hết thì không có lối ra. Dạ. Tức là sáu nẻo mình vẫn còn chìm đắm. Dạ. Dạ. Vì thế đó mà Đức Thầy cũng dạy đó, thì việc cá nhân ai Đức Thầy đã nói rõ ràng, coi rồi phải chẳng cho hiểu lý đó. Mình phải tìm hiểu cái nghĩa lý trong này để mình tu cầu. Thì tôi tin chắc rằng mọi một đồng đạo chúng ta không còn băn khoăn, không còn thắc mắc nữa. Bởi vì ở đây đó thì theo cái đề tài mình tu học thôi. Nếu đồng đạo nào muốn hiểu biết hơn nữa mà muốn cho nó thấu luôn đó thì chúng ta có thể là coi lại trong giảng. Coi cái bài giảng của giáo lý viên bài giảng mà mình nói ở đây đó để là gợi ý lại cho đồng đạo mình ghi nhận đó là Đức Thầy của mình đã muốn xuống thế gian trong kỳ ba này đó là Ngài được bổn phận quy nguyên canh tân giáo pháp. Dạ. Canh tân tức là sửa lại những gì ngày xưa Đức Phật đã dạy là chữ Hán hoặc là chữ Pali gì đó, nó khó cho người đồng đạo hiện tại chúng ta, cho nên Ngài sửa chữ thôi chứ Ngài không có sửa giáo pháp. Vì vậy sửa giáo pháp sẽ được. Trong này Đức Thầy dạy, Đức Phật dạy đó là bát chánh đạo phải không, rồi tứ diệu đề, thập nhị nhân duyên, vân vân, tất cả những gì mà Đức Thầy đã nhắc lại đó. Cho nên Đức Thầy nói là làm dạy cho đồng đạo chúng ta là phải nghe lời Đức Phật đó. Cho Ngài mới nói là ta thừa dưng xác lệnh Thế Tôn khắp hạ giới triển khai đạo pháp, mà miếng mà Đức Phật Đức Thầy mình cãi cái chuyện gì nữa còn sao dạy ai đó. Cho nên Đức Thầy không có là dạy cái gì ngoài hết của Đức Phật, mà dạy đây là dạy y theo lời, nhưng mà chỉ canh sửa những gì, phải không? Canh sửa là sửa cái chữ, canh tân tức là sửa cái chữ của Đức Phật đã dạy, rồi quy nguyên giáo điều tức là không nên là thờ cho nhiều như trong chùa được. Cho nên người cư sĩ Phật giáo hòa hảo của chúng tôi và quý vị phải thờ một người trong gia đình chỉ có ba ngôi thờ mà thôi. Để ba ngôi thờ đó là gì? Để tượng trưng cho
thánh đạo, rồi Phật đạo và tiên đạo. Đó là lời của quý vị đọc gia mà già giáo lý viên đó đã kể lại cho mình nghe để mình học, để mình về mình trao gửi lại với đồng đạo sau này. Từ trước đến giờ chứ không phải là mấy ông giáo lý viên mới, mà mấy ông giáo lý viên ngày xưa cũng như vậy mà thôi. Đó là cái bổn phận là trong cái sự cúng lại. Còn ở đây thì theo mình nghĩ đó, để mình ngồi rồi phải không, nãy mình đứng mình nói đó thì nó hơi xa một chút, nhưng mình ngồi đây để tâm sự với cô bác và anh chị trong cộng đồng mạng đó, là ở đây đó nó có mỗi một tôn giáo, mỗi tôn giáo á nó đều có một sự là lại cúng đó riêng biệt. Như mình nói đúng hơn đó thì có các tôn giáo đó người ta cũng lại như quý vị nói đó, là ta già lại ở bàn thông thiên rồi cái ta tạ lại qua chỗ này, hướng này nè là một, hướng này là hai, hướng này là ba, là bốn hướng gì đó, người ta lại đều hết, là tại vì nó có tôn giáo người ta. Nếu mình, nếu đức thầy mình không canh tăng lại thì mình là lại theo người ta trong lục phương sao, phải không? Vì thế mà đức thầy chỉ có cho chúng ta lại có bốn hướng, mà đâu đó đặc biệt hướng chính và hướng phụ. Nha. Còn hai bên này thì đức thầy không nói, mà lại là có hướng chính là phước trước bằng thông thiên, hướng phụ là gia lai, là dây là lần sau, nghe không? Rồi qua đây là những cái hướng này là cũng phụ hết, nó vậy đó. Cho nên là nó không có riêng biệt gì hết, mà nó cũng không cầu kỳ gì hết, mà nó chỉ có một cái cách thức là của một tôn giáo có đặc biệt. Tâm sự với con nãy giờ đó thì con cứ nghe lại. Khi sự mà phản hồi của đồng đạo mình đó, mình trình bày như vậy có đúng theo tôn chỉ giáo lý của thầy hay không? Nếu có cái gì mà chưa thông suốt được đó thì cái đồng đạo cứ đến đây rồi mình sẽ hoàn toàn để mà lật lại cái những cái quyển sách mà mình đã học đó, để cho cô bác người ta thấy được, người ta mới tin mình. Nói là nói trên cái hình thức mà thôi, còn muốn để mà cho cô bác thấy được đó thì chúng ta phải lật lại những cái mà bổn chánh mà khi mình đã học, để cho cô bác người ta thấy được. Thì con thấy đó, ở đời bây giờ đó thì nó rất nhiều cái sự là nghi nan lắm, cũng như người tu thôi. Thầy nói là mãi nghi nan chưa biết đằng nào, mình làm gì không biết trúng này chặt này kia cái nọ đó, mà ở đây đức thầy không có nói. Cũng như bây giờ để kết luận lại là cái chỗ này, chỗ cúng lại này, đức thầy nói đó, cúng với lại đó thì không phân biệt phương hướng và chậm mau, hoặc là không bắt chước người nào hết. Bởi vì mỗi một người, phải không, mỗi một người người ta có một cái ý để mà người ta cúng, cũng như cái thời kỳ mà ông đồng đạo đó ông xuống dưới làng Nhân Nghĩa, chỗ nhà ông Hưng Bộ Thạnh đó, rồi ông hỏi đức thầy, thì đức thầy nói thì cái đó thì chú ba chỉ nói gì mà thôi. Nhưng có cái lần, một lần ở trên An Hòa Tự đó thì có một cái số người buổi chiều đó, buổi cúng chiều đó, có một số người như thế này, họ gặp đức thầy cúng đó, cái họ không dám đứng ở phía trước hay đứng phía sau gì hết á, mà họ đứng núp ở trong cái chùa và núp ở ngoài những cái gốc cây đó để họ để cô bác thấy coi thầy cúng sao đâu bây giờ đang mình cúng, thấy không? Thì đức thầy mới dỗ dành là như thế này, chứ một lời nói thật là giản dị của một vị Phật mà nói lại cho đồng đạo mà nghe. Đức thầy dỗ dai một người đồng đạo đó, đức thầy ấy, ông đứng đây để làm cái gì, ở làm cái chi? Thì ông kia nói dạ con đứng đây để con học cách cúng của đức thầy, để con về nhà con cúng. Đức thầy mới nói ông học tôi rồi tất cả những người ở chỗ khác là học ai, phải không? Học ai mới được. Vì thì bây giờ đối với là lời của con đã hỏi với đồng đạo đó, thì mình xin trả lời với đồng đạo đó là thôi, cái việc sai trở như sai như thế nào thì mình đã trình bày rồi, và cái cách thờ phượng của người tôn giáo, của người trong tôn giáo đó mình đã nói rồi. Thì nếu cần thì xuống tại đây, còn nếu không thì chúng ta coi lại giáo lý của đức thầy. Coi lại giáo lý của thầy rồi chúng ta sẽ thấy được trong cái mà những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền quyển sao.
À, để chúng ta là lấy đó mà làm phương hướng tu tập cho nó dễ dàng hơn, chứ đừng thấy chỗ này rồi hỏi chỗ kia hỏi mà mình hỏi nghi nan đó, thành ra cái tâm của mình nó vẫn còn bị động. Mình còn nghi, còn bây giờ thôi bỏ đi, đừng nghi nữa ha, mà phải coi lại những gì mà mình đã trình bày chỗ Đức Thầy nói với đồng đạo ở tại An Hòa Tự đó, là miếng ông lặp lại nè, nếu ông nhìn tôi cúng đây đó, ông cúng theo, rồi những người ở nhà thấy không, rồi họ nhìn ai để họ cúng, là cho nó đồng nhất. À, đây là chỗ để mà mình nói cho đồng đạo biết được, và đồng đạo ráng ghi nhận những gì nếu có sơ sức thì mong đồng đạo cũng hoan hỷ cho. À, kính thưa với cộng đồng mạng, thì buổi trao đổi cái vấn đề là ý nghĩa của ba ngôi thờ cúng và cách sai dòng ở bàn thông thiên có cái chênh lệch cái gì hay là không. Đó, đây là tôi xin trình trao đổi với quý vị là không chênh lệch cái gì hết, thấy không, là đây là phương tiện để đồng đạo chúng ta có nhớ lời thầy dạy là không. Thầy nói rồi, sớm với chiều ráng chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế, chứ không Đức Thầy không có bắt buộc chúng ta phải quay cho đúng hoặc là làm cho đúng cái cách thức của này, công cuộc là công phu. Và đó thôi, vậy thì đến đây để chia tay thì kính chúc toàn thể chư đồng đạo đã lắng nghe chúng tôi trao đổi những gì mà chúng tôi đã học hỏi trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà quý vị đã hỏi, thì kính chúc cho quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, và quyết chí tu cầu để đắc thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà.